tụi mày không thể chết được. Mày chết đi, mày không thể nào địch lại tao được. Mày chết đi đây giờ. Tụi mày không bảo vệ được ai hết. Anh không ngờ rằng có một ngày anh phải rút kiếm ra để mà chiến đấu với em như thế này đâu Hia. Mày giết thằng Sorin còn phá bảo nữa, mày nói gì vậy? Sao mày lại đâu? Thằng này mày đáng chết rồi con. Ê Huy, bây giờ mày giết nó hả? Bất ngờ không? Jimmy đang bị bắt giữ trong tay của tao. Em nhập tên Rai sao làm gì tao anh bảo. Trời, nó là biết đây. Ôi vậy tên là anh sai rồi. Lôi, lôi, lôi. Ôi. Có cái chuyện gì mà hồi nãy hình như mình nghe có tiếng nham thạch hay gì nó có xin nó nổ gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chị Nam ơi, có gì vậy? Có gì nãy hồi nãy có chuyện gì mà em nghe cái tiếng cái đùng vậy? Tiếng gì vậy? Ủa, ở đâu ra một cái gì mà ở một cái đám cháy ở đây vậy? What the hell? Vô mày coi thử coi. Trời ơi, chị phá lạc phải không? Anh đục cho một cái bây giờ. Ê, ui da, ui da, cháy kìa. Trời ơi, có cái chuyện gì vậy ta? Ôi, sao lại có một đống lửa ở đây? Trời ơi, này kỳ này anh Nhi nha. Ôi, ai vậy? Ôi. Ừ. Chị Nam ơi, chị Nam ơi, chị Nam ơi. Chỗ này chỗ nào đây? Ai vậy? Ai vậy trời? Ai vậy trời? Đi, chào kia. Ông là ai vậy? Ông cần cái gì ở làng của tụi tôi? Tôi cần cậu giúp. Giúp gì? Tôi sẵn sàng giúp. Ăn Tết Liên Quân chung sức hốt quà nữa. Hết Tết Liên Quân? Vậy ông đừng nói là ông là vị tướng trong Liên Quân nha. Đúng rồi, chính là ta đây. Bây giờ ta cần cậu giúp. À. Bị cũng khá là nguy hiểm đó. Mấy bạn ơi, đây là vị tướng Florentino thần thoại Hy Lạp nè. Wow. Ôi, lần đầu được gặp ông. Nhưng mà bây giờ tôi phải giúp ông như thế nào đây? Tôi không biết cách nào giúp hết trơn á. Giờ cậu ấy vượt qua những cửa ải để thu thập những mảnh thép để có thể có được tấm bản đồ. Cái gì? Nghĩa là được rồi. Nếu như ông đã đến tận đây để tìm tôi thì tôi không cách nào từ chối được. Được thôi, tôi đồng ý. Vậy bây giờ tôi phải đi. Hơ, cái gì vậy? Mình chưa kịp hỏi cái gì mà. What the hell? Ông Florentino ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy trời? Sao biến mất lẹ vậy? Chưa kịp hỏi gì luôn. Bây giờ mình phải làm cách nào để mình có thể đi giúp ông ta đây ta? Về nhà chơi Liên Quân mới biết nữa. Đi thôi. Hey. Được rồi, trên tay mình đang cầm một chiếc điện thoại siêu xịn. Bây giờ mình sẽ vào Liên Quân thôi. Let's go. Hả? Nơi đây là đâu vậy? Mình hả? Mình ủa đang ủa tự nhiên mình đang bấm điện thoại cái mình lọt vô đây rồi. Hả? What the hell? Mình đã hóa thân thành Florentino thần thoại Hy Lạp rồi sao? Wow, nhưng mà cái mặt của mình vẫn há miệng. Oh no. Bây giờ mình đã lạc vô thế giới Liên Quân rồi. Bây giờ vậy là mình phải tìm cách giúp cho ông tướng này thôi. Trời ơi, ở đây là một trong những cái rừng nhiệt đới hay cái gì nè. Ê, đừng ra hình quá. Ui trời, ui nguyên một cái sa mạc sao? What the hell? Vậy là bây giờ mình phải lặn lội tới cái đường nguyên cái sa mạc này. Ờ, bởi vậy ông nội này ông có tên là thần gọi Hy Lạp, mà Hy Lạp là cũng kiểu như là ở sa mạc rồi. Trời ơi, vậy là ông lừa tôi rồi. Ai, bây giờ phải giúp ông như thế nào. Cái gì vậy? Cái con đó là What the hell? Con đó là Huggy Wuggy. Ủa, con đó làm sao xuất hiện trong Liên Quân được? Ủa, có kẻ nào đã âm mưu ngăn chặn cửa ải gì mà của ông Florentino ông nói với mình không ta? Chỉ là ông kêu Huggy Wuggy qua đây sao? What the hell? Trời ơi, Huggy Wuggy không ở nhà máy Bobby mà lại ở đây làm sao? Thôi được rồi, không biết có sức mạnh gì không nữa. Lên chơi đại luôn đi. Ê, mày quỷ vô đây nè. Ôi da, ôi da. Cái gì ấy, sao yếu quá vậy? Oh no. Ôi, mấy anh trai ơi, tha em mấy anh trai ơi. Ây, bây giờ phải làm sao đây? Đánh tay không làm sao mà đánh lại bọn chúng được? Hả? Hãy cầm cây vũ khí này của ta đi. Đây là thanh kiếm gì đây? What? À, mình hiểu rồi. Đây là vũ khí của ông này nè. À, bây giờ mình phải gọi là cầm cái vũ khí này đánh. Mày coi chừng tao nè. Mày coi. Ủa, cái gì vậy? Cái vũ khí đúng yếu luôn á cha. Ôi. Mày. Ôi. Ôi ơi, ủa sao ông đưa tôi cái vũ khí gì yếu quá vậy? Sao tôi giải cứu không được? Hay là bây giờ mình phải gồng sức mạnh lên ta? Có lẽ nào mình phải sử dụng cái sức mạnh của ông đó mình mới có thể làm được không ta? Được rồi, để thử coi. Ôi, cái gì? Cái kiếm của mình nó tỏ ra lấp lánh kìa. Wow, nó là sức mạnh của Florentino. Và đây là Florentino.
Đứa nào lên đây, tao cần hết. Ý mày. Palapilo, Palapilo, ui 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 ui. Ui quýnh văng xa nè. Mày, mày. Ui từ 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 từ. Mất tiêu đi con. Bye bye, goodbye, see you tomorrow. Mày mất tiêu luôn. Ha ha. Ok, chết queo cái con trai. Tobi không tình yêu. Ô, chỉ còn hai con à. Ôi, tụi mày lên đây luôn. Muốn chết thì lên đây luôn. À, lên đây em trai. Mày một em. Mày chết luôn. Wow. Mình đã đánh bại hết rồi sao? Ha. Tờ giấy đã xuất hiện rồi sao? À, thì ra mình cần 3 mảnh thì nó mới xuất hiện cho mình một cái bản đồ. Được rồi, đi tiếp thôi. Ôi, sa mạc này còn dài lắm đây. Hình như mình đã đi đến cái nơi thứ hai rồi. Ôi, nơi này nó rộng vãi cái chữ. Và hả? Cái đó là, đừng nói là, à, Bendy, quái vật mực Bendy. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Đã có người kêu Bendy đến đây luôn sao? Oh no, cái này căng à nghe. Thôi được rồi, căng thì cũng phải chơi thôi, biết sao giờ. Ôi, ngó lên trời. What the hell? Mạnh vậy? Oh no. Oh my god. Mạnh quá. Hey, mày chết đi, một hit là chết. À, bây giờ mình chỉ cần tiếp cận được thôi. Đâu rồi? Ờ, không đi được. Oh no. Ôi. Ây da, cái lửa của nó khó chịu quá. Ui, còn khá là đông đấy trời. Ui giời ạ. Ui là trời. A few moments later. Hey, trời cũng đã tối rồi, hình như chỉ còn có một tên cuối cùng. Hey, đánh với mấy con này thật là mệt quá. Hey da. Wow, trời ơi, đau quá má ơi. Mày chết đi. Let's go. Cái bản đồ nằm ở đâu vậy? Hả? Ê, đây rồi. Cái bản đồ thứ hai đây rồi. Ôi, mày quá. Cuối cùng thì cũng đã nhận được. Bây giờ đi qua nơi tiếp theo thôi. Rồi, hôm nay đã trời tối rồi, chắc đi qua kia chắc sẽ trời sáng rồi. Đi thôi. Cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Thầy hy vọng là sẽ tìm được cái gì đó. Hả? Mấy bạn nhìn kìa, ở trên nó hiện lên chữ Freddy. What? Là nó sao? Cái gì vậy? Được rồi, thích thì cứ vào, tao không có ngán. Hả? Ở đây có rất là nhiều bộ xương. Vậy là đã có nhiều người đã bỏ mạng ở đây sao? Oh no, vậy là mình phải là người chiến thắng nó. Thôi, mình cũng sẽ là người bỏ mạng tại đây. Được rồi, thì món thì mày vô. Hey, yeah. Hả? Nó trâu như vậy sao? Kể cả thanh kiếm của mình mà cũng không có thể hề hấn. Thì hình như là nó, con này là robot nên quýnh nó không có hề hấn gì đâu. Nó rất là trâu. Oh no. Ui, nó mạnh kìa. Nó quýnh mình mới có mấy cái mà mình mất rất là nhiều máu luôn ấy. Ui da, quýnh như vậy mà nó còn nửa máu kìa. Mày chỉ là một con robot thôi, còn tao là một con người có trí thức. Tao sẽ giết được mày. Yeah, chết đi. Cuối cùng mình cũng đã giết được hắn rồi. Cuối cùng thì đây là cái mảnh, cái tấm bản đồ cuối cùng rồi. Vậy là mình sắp đến rồi. Hay, không biết thử thách cuối cùng là cái gì nữa đây. Nhưng mà hy vọng mình sẽ vượt qua. Được rồi, đi thôi. Thôi, cuối cùng thì mình cũng đã làm được rồi. Nó đã xuất hiện ra cho mình một cái bản đồ. Và đây chính là nơi mà mình cần đến. Được, đi tiếp thôi. Thôi, đây là một trong những cái nơi mà sao nhìn nó rạch, nên nó kỳ kỳ sao ấy. Thôi, không biết có cái thứ gì nó sẽ diễn ra nữa. Nhưng mà thôi, phải làm thì làm cho tới chứ. Không lẽ làm giữa chừng. Thôi, một cái khu gì đó có những cái kẻ gì nhỏ nhỏ kìa, những tên lính sao? Hả? Có một tên này lại gần mình. Anh kia. Ồ, chào cậu chủ đó về. Mời cậu chủ gì? Ngươi đừng có mà xạo. Ngươi muốn tấn công ta chứ gì? Ta không ngán người đâu. Có vũ khí đâu, tấn công. Dạ cậu chủ bình tĩnh đi. Trên kia có bất ngờ cho cậu chủ kìa. Bất ngờ gì? À, thì ra nơi này là một nơi chứa đựng thêm quái vật sao? À, được rồi, mình hiểu mà. Được lắm, ta sẽ cẩn thận. Các ngươi coi chừng ta đó, đừng có nhìn ta. Ta không có ngán các ngươi đâu. Tên kia đâu rồi? Chuẩn bị gì vậy? Lên trên kia kìa. Ngươi, à, hình như ngươi đưa ta đến một con quái vật nữa sao? Ta đã đánh bại ba con quái vật từ ba nơi khác nhau, bọn chúng rất là mạnh. Bây giờ ta không có ngán những cái tên như ngươi đâu nha. Ôi, cậu chủ ghê vậy. À, đi lên trên kia thì có bất ngờ cho cậu chủ á. À, thằng đi đây. Ôi, ở đây mình mà bị mắc bẫy một cái thì mình sẽ gặp toàn hết tết liên quân chung sức phốt quà. What, những cái gì đây? Ơi, Florentino nè, ở dưới cũng có cái bảng gì luôn kìa. Ai vậy? Chào mừng con đã về nhà. Hả? Về nhà là sao? Con trai lâu quá không về cho nên là ba mẹ đã tạo ra cái thử thách này và để mong con về đó. Hả, là sao? Ôi, Valentino, chuyện này là sao vậy? À, ba mẹ nó về. Hả? Con. À, thì ra là ông không về, rồi ba mẹ của ông mới muốn ông về và tạo ra những cái thử thách này cho ông về đó. Hey. Thôi, lại với ba mẹ ông đi, hai người họ chắc nhớ ông nhiều lắm rồi đó. À, chào ba mẹ, con mới về đây bữa giờ, nhiều việc quá. Thôi,
cả nhà cứ cùng nhau ăn Tết vui vẻ nha. Thôi bây giờ con cũng đã xong nhiệm vụ của con rồi, bây giờ con sẽ quay trở về nha. Thôi tạm biệt cả nhà. Tạm biệt con. Cháu mình lại đây ăn đi. Thôi được rồi, cả nhà nhà của bạn đang mong chờ bạn mà. Thôi ba người hãy cùng nhau ăn uống thật là ngon miệng nha. Thôi tôi chúc cả nhà năm nay có một cái Tết thật là vui vẻ. Thôi thôi nhớ là mai mốt là có liên quân gì thì nhớ kêu tôi nghe Valentino. Ok thôi bây giờ đi về thôi nào. Thôi 1 2 3 mình đã trở về rồi sao? À đây là sầu riêng đẹp trai bình thường nè. Vậy là mình đã giúp được ông Valentino về với gia đình của ổng rồi. Hey, còn bây giờ còn mình thì bây giờ mình sẽ qua nhà rủ mấy Hai Chi và chị Navi chơi liên quân. Trời ơi đúng rồi, dạo này á chúng ta đang cứ gọi là sắp tới Tết rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn đừng quên là tải liên quân để sẵn để nhận quà nha. Qua cho em rồi trời, dành nó cái hello hai người, hello hai người. Đang làm gì vậy? Đang làm gì đó? Vô. À, ok rồi mọi người hôm nay biết quân đi tụi bay chung sức hút quà nhanh lên. Ôi ơi chị hiếu rồi, người ta là Tết liên quân chung sức hút quà đó mấy bạn, nhớ là đừng quên là tải liên quân để có thể gọi là Tết này gọi là chơi liên quân thả ga, và đừng quên là nhận rất là nhiều quà nhé. Và chúng ta còn được miễn phí trang phục panel thần tài Hương Huy hữu hạn miễn phí và vô vàn phần quà khác. Chúc các bạn một ngày tốt lành, bye bye. Vô nè, từ từ rồi vô 1 2 3